Thưa quý vị, trong các chương trình hộp thư truyền hình năm 2020, chúng tôi có phản ánh về việc hàng trăm hộ dân đã ký hợp đồng mua bán căn hộ tại chung cư Sơn Thịnh 3, tọa lạc tại thành phố Vũng Tàu, và một số hộ đã mua dự án cao ốc dịch vụ du lịch Sơn Thịnh 2 do doanh nghiệp tư nhân Sơn Thịnh làm chủ đầu tư, gửi thư về chương trình hộp thư truyền hình, phản ánh nhiều sai phạm tại hai dự án này. Vụ việc đã kéo dài nhiều năm, các hộ dân đã cầu cứu đến nhiều cơ quan chức năng cũng như các cấp ngành trong tỉnh. Vào sáng 18 tháng 2 năm 2022, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan đã có buổi tiếp cư dân tại dự án cao ốc dịch vụ du lịch Sơn Thịnh 2 và dự án chung cư Sơn Thịnh 3 do doanh nghiệp tư nhân Sơn Thịnh làm chủ đầu tư về những vướng mắc tồn tại liên quan đến hai dự án này. Tại buổi tiếp đại diện người dân của hơn 350 căn hộ tại dự án Sơn Thịnh 2, số 2 Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu cho biết, các cư dân sống tại các căn hộ Sơn Thịnh 2 phần lớn đã ký hợp đồng mua bán nhà ở và sinh sống tại đây từ năm 2017. Tuy nhiên, đến nay những vướng mắc tại dự án này vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, cư dân kiến nghị tỉnh xem xét. Mặt khác, cư dân cũng kiến nghị tỉnh, cơ quan chức năng tạo điều kiện để cư dân được tham gia vào việc chọn một đơn vị quản lý vận hành tòa nhà. Lý do là sau khi mua lại dự án từ chủ đầu tư cũ, chủ đầu tư mới không tiếp tục duy trì đơn vị vận hành là công ty DIC, đơn vị mà chủ đầu tư cũ và cư dân đã nhất trí chọn, thay bằng một ban quản lý mới. Nhưng ban quản lý mới không đáp ứng được các yêu cầu về kinh nghiệm, chuyên môn. Nhiều hoạt động quản lý không tuân thủ quy định của pháp luật, gây bức xúc cho cư dân. Cụ thể như chưa hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, đưa ra các loại phí cũng như các thông báo hay quy định không có sự tham gia thỏa thuận của người dân. Mỗi lần vận chuyển hàng hóa bằng thang máy phải đóng từ 20 đến 25.000 đồng một lần, đặt quy định số người ở theo diện tích từng căn hộ và thu phí 100.000 đồng một người nếu vượt quá số người quy định. Thu phí tòa nhà không có sự thỏa thuận với người dân, tự ý đổi tên tòa nhà cao ốc dịch vụ du lịch Sơn Thịnh 2 thành tòa nhà R-Sky, gây bất ổn và bất tiện trong sinh hoạt của cư dân. Các cư dân kiến nghị tỉnh xem xét chuyển đổi công năng Sơn Thịnh 2 thành chung cư hỗn hợp và việc quản lý Sơn Thịnh 2 không áp dụng theo luật du lịch. Quản lý tòa nhà dân rất bức xúc bởi việc hành xử của doanh nghiệp như vấn đề ở chỗ làm. Tại sao doanh nghiệp làm như vậy? Quản lý tòa nhà, bất cứ tòa nhà nào đó, chỉ có hai cái luật áp dụng thôi. Luật nhà ở và luật dân sự. Vì vậy mà tôi hy vọng là tôi mong là đồng chí lãnh đạo về cho những người làm luật nghiên cứu rất kỹ về vấn đề này để giúp cho dân cư. Nhà tôi có 16 căn nhưng không hề cho tôi gửi một cái xe nào và ngửi. Nếu mà gia đình tôi đến mà đỗ xe trước cửa để xuống cái là ngửi ngay và chửi rất là thấm tệ. Vậy thì cái đó là tôi rất bức xúc mà chưa có ở trong văn bản kiến nghị, cho nên tôi đề nghị là chủ tịch tỉnh có ý kiến và giải quyết theo luật khiếu nại tố cáo. Còn đại diện cư dân dự án chung cư Sơn Thịnh 3 ở số 408A Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu cho biết, mọi người đã ký hợp đồng mua căn hộ và hợp đồng đặt chỗ căn hộ tại căn hộ thương mại Sơn Thịnh 3. Lúc này, ông Nguyễn Công Bình, chủ doanh nghiệp, đứng ra ký hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng. Nhưng ông Nguyễn Công Bình, chủ doanh nghiệp tư nhân Sơn Thịnh, bị mất do bệnh. Nên tháng 9 năm 2019, doanh nghiệp này đăng ký lại chủ doanh nghiệp mới là ông Vũ Đình Tú. Đến tháng 4 năm 2020, doanh nghiệp tư nhân Sơn Thịnh lại đăng ký chủ doanh nghiệp mới là ông Hoàng Ngọc Hưng. Từ khi ông Bình mất đến khi đổi chủ sở hữu mới, phía doanh nghiệp không hề liên hệ với khách hàng để làm việc về hợp đồng mua bán căn hộ, dù theo quy định đã quá thời hạn bàn giao. Các cư dân cho biết, theo giấy phép xây dựng được cấp, dự án chung cư Sơn Thịnh 3 có quy mô diện tích hơn 5.000 m², được phép xây dựng một hầm và 20 tầng, 621 căn hộ, dự kiến khách hàng nhận nhà cuối năm 2018. Nhưng phía doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua bán căn hộ và thu tiền khách hàng đến tầng 24. Các cư dân cũng đã liên tục có đơn kêu cứu, khiếu nại gửi đến các cấp chính quyền nhiều năm qua nhưng chưa được giải quyết. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cư dân tại dự án Sơn Thịnh 2 và 3, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cư dân, đồng thời thành lập đoàn thanh tra để thực hiện thanh tra, kiểm tra các vấn đề kiến nghị mà cư dân nêu. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có buổi làm việc với cư dân và chủ doanh nghiệp của các dự án Sơn Thịnh 2 và 3, cũng như có văn bản trả lời chính thức cho cư dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tỉnh triển khai thanh tra, kiểm tra, cư dân có ý kiến có thể gửi về Ban Tiếp công dân của tỉnh. Đồng ý ý kiến bà con là Ủy ban tỉnh sẽ thành lập đoàn liên ngành kiểm tra và tôi là người trực tiếp chỉ đạo vấn đề này, làm rõ những vấn đề bà con mình nêu nãy giờ. Sau đó chúng tôi sẽ cùng với bà con cùng Sơn Thịnh ngồi làm việc
không nhất phương án đó. Thì bây giờ bà con đề nghị chuyển công năng thì nói với bà con là thẩm quyền của tỉnh là không có giải quyết cái này. Tại vì Thủ tướng Chính phủ người ta đã có quyết định 586 ta phê duyệt cái khu vực này là du lịch, đất hỗn hợp du lịch rồi. Thì giờ ủy ban tỉnh không có căn cứ để mà chuyển công năng được, nó cũng nói rõ với bà con như vậy đó. Dự án này nhà nước cấp phép là dự án căn hộ du lịch. Trong đây cũng có một số cái bà con ký hợp đồng là vẫn thể hiện rõ trong đó là căn hộ du lịch. Tuy nhiên qua ý kiến của bà con hôm nay là có những hợp đồng là ký là căn hộ chung cư. Thì đây là cái tình tiết mới, tôi đề nghị công an tỉnh, các đồng chí đang thụ lý một số cái đơn tự bà con rồi. Nếu doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo thì làm rõ để xử lý. Riêng đối vấn đề bà con mình phản ánh chỗ sở của đầu tư thì ủy ban tỉnh sẽ giao cho thanh tra tỉnh là cơ quan độc lập để kiểm tra cái việc bà con phản ánh cái này. Trong thời gian này, lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý nhắc nhở các hộ dân tránh tụ tập đông người, khiếu kiện nhằm tuân thủ đúng trình tự quy trình xử lý cũng như đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay. Chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đơn thư của quý vị xin gửi về chương trình hộp thư truyền hình, ghi rõ địa chỉ: Chương trình hộp thư truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564, đường Cách mạng Tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quý khán giả cũng có thể liên hệ với chương trình qua số điện thoại 02543-636-666 hoặc fanpage Khán giả với BRT. Trong đơn thư khi gửi về đài, quý vị ghi rõ số điện thoại, địa chỉ để chúng tôi có thể liên lạc và trao đổi thêm thông tin.